Ok anh chị em, hôm nay Huy sẽ hướng dẫn anh chị em 7 cách để kiếm tiền cùng dự án Athen Network. Đấy, thì với những thành viên đã có tài khoản Athen Network thì chúng ta biết là chúng ta sẽ có thể đào coin, đúng không ạ? Đào game, sau đó chúng ta quy đổi từ game qua ATH và hàng tháng chúng ta sẽ nhận ATH. Sau đó thì chúng ta có thể bán trên chợ đen hoặc là chờ lên sàn để bán được giá. Và một trong những cái mà Huy khuyến khích anh chị em đó là chúng ta nên cài full speed, tức là max tốc độ. Tức là sao ạ? Là chúng ta mua các cái gói thành viên cũng như là cái gói đốt ATH để giúp chúng ta có thể tăng tốc độ đào lên tối đa, và khi đó thì chúng ta sẽ nhận được cái lợi ích là tốt nhất. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì số game chúng ta kiếm được quy đổi ra tổng số ATH mỗi một tháng chỉ có 50 triệu ATH thôi, cho nên những người nào đào được nhiều nhất trong tháng đó sẽ được chia nhiều hơn. Và nếu như mà bạn đầu tư max speed ấy, thì bạn sẽ rơi vào đâu đó top khoảng 0,02, tốt khoảng 0,2%, khoảng 0,2 hoặc là 0,1% gì đó. 0,1% những người đào được nhiều nhất đồng nghĩa với là những người sẽ nhận được nhiều ATH nhất. Đấy. Và đồng ATH thì liên tục tăng, cho nên là chúng ta sẽ nhận được cái giá trị là nhiều nhất. Chứ còn nếu như bạn đào free thì cũng được, nó mất thời gian. Ok ạ. Cách thứ hai để bạn có thể kiếm tiền từ dự án ATH này, đó là mua ATH từ sớm và hold lại, giữ lại khi giá còn rẻ. Khi giá rẻ hơn 5.000, giá hiện nay mới chỉ đâu đó khoảng loanh quanh khoảng 2.000 đến 3.000 thì là còn khá rẻ so với tiềm năng của dự án. Và chúng ta có thể hold giữ cho đến khi lên sàn ở quý 3 đạt mục tiêu là có thể lên 50-100.000 Việt Nam đồng, tức là rơi vào khoảng độ 2 đô cho đến 5 đô. Thì lúc đó chúng ta bán, chúng ta có thể x10, x20 lần so với số tiền chúng ta bỏ ra để chúng ta hold cái ATH này. Cách thứ ba đó là chúng ta chơi, chúng ta mua bán ATH và game trên chợ đen và bán lại trên chợ đen. Đó, thì rất nhiều người đã có thành công trong cái việc mà mua bán ở trên chợ đen. Chợ đen tức là gì ạ? Là trong trong các nhóm cộng đồng. Dạ. Đấy, cách thứ tư thì đó là chúng ta mua bán game ở trên sàn P2P. À, tại sao lại chia hai cái chợ này ra? Bởi vì sàn trên trên sàn P2P ấy, là chúng ta sẽ mất phí, mua chúng ta mất 2,5%, bán chúng ta mất 2,5%. Đó. Cho nên rất nhiều người khi mà rút ra chúng ta mất phí, rút ra chúng ta mất phí 1%. Cho nên có nhiều người là họ mua bán trực tiếp trên sàn này, thay vì là rút về, rút nạp lên xong rút về, thì họ gì ạ? Họ nạp và họ mua bán lấy tính lợi ngay trên sàn này luôn, chứ không rút về nữa. Đó. Cách thứ năm nữa đó là chúng ta là gì ạ? Mua trên chợ đen và bán giá cao hơn ở trên sàn P2P. Đấy, đa phần thì sàn P2P sẽ có cái giá cao hơn. Tuy nhiên ở một số thời điểm thì sàn P2P lại có giá rẻ hơn. Như vậy là chúng ta là gì ạ? Mua ở trên sàn P2P và bán trên chợ đen. Đấy, như vậy là gì ạ? Là chúng ta thông hai cái sàn này với nhau. Đấy là một cách, được chưa ạ? Cách số 6 đó là chúng ta mua cái đồng Lion, là một cái đồng coin meme mà đang chuẩn bị ra vào tháng 5 này sẽ lên sàn Uniswap. Đấy, và khi đó thì chúng ta có thể x5, x10, x100 tài khoản, bao nhiêu đó thì nó tùy vào thị trường. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể kiếm tiền rất là tốt với cái dự án này. Cách số 7 đó là chúng ta giới thiệu thành viên mới. Khi mà chúng ta giới thiệu thành viên mới và thành viên mới đó mua các gói thành viên hoặc là đốt các cái gói ATH thì chúng ta sẽ được tăng tốc độ đào và được thưởng, được trả lại USDT, tức là affiliate lên tới 33% của F1 và 16% của F2. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có 7 cách có thể kiếm tiền cùng với cả dự án Athen Network. Đấy. Anh em lựa chọn cách nào? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới sớm nhất. Bye bye.